trong các cái cuộc biểu tình của người Việt hải ngoại ở đây đó, ngoài cái thông điệp là biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, thì thường cũng thấy kèm theo một cái thông điệp khác là chống Cộng sản Việt Nam, gọi là bán đất bán biển cho Trung Cộng. Thì nhiều người cho rằng là thông điệp đó là cần thiết để mà cho thấy rõ ràng đây là cái nguyên nhân xảy ra cái chuyện mà bị Trung Quốc xâm lấn là như vậy. Ngược lại cũng có nhiều người cho rằng là cái thông điệp như vậy nó sẽ làm cho lẫn lộn đi những cái ý nghĩa của cuộc biểu tình. Quý vị có cái ý kiến gì? Theo tôi như thế này, rõ ràng nếu mà chúng ta muốn gửi một cái thông điệp mạnh mẽ cho Trung Cộng thì cái cuộc biểu tình chống Trung Cộng, rõ ràng chúng ta gửi cho họ một cái thông điệp duy nhất là chống Trung Cộng xâm lăng đất nước. Even cả những người đi biểu tình ở hải ngoại có những cái thuận lợi hơn mà không cần có sự đồng ý không đồng ý của chính phủ Việt Nam, họ vẫn có thể cầm biểu tượng bất cứ lá cờ họ muốn, cờ Mỹ, cờ vàng hay gì đó, rồi họ cùng với sinh viên du học họ biểu tình chống Trung Cộng. Là chỉ có một thông điệp đó thì rõ ràng Trung Cộng mới thấy được cái thông điệp rõ ràng. Chứ nếu chúng ta vừa chống họ vừa chống luôn phía Hà Nội, người Trung Cộng họ cảm thấy là họ rất là vui mừng. Vui mừng ở chỗ là tại vì họ không nhận được một cái thông điệp rõ ràng, một cái phản kháng mạnh mẽ nhất đối với họ, nên họ cảm thấy rằng họ có cơ hội để làm cho người Việt ít ra họ chia rẽ, họ hay suy yếu, họ bị phân hóa ra. Thì đó không nên. Vấn đề nếu mà trong một cái cơ hội khác mà chúng ta cần coi như bày tỏ sự phản đối với chính phủ Việt Nam thì rõ ràng đến như nhiều cuộc biểu tình xảy ra 36 năm nay thì lúc đó thì chúng ta có thể làm những việc mà chúng ta muốn. Còn hôm nay rõ ràng nếu thực sự chúng ta đến trước sứ quán Trung Cộng để phản đối Trung Cộng thì chúng ta nên gửi họ một thông điệp mạnh mẽ nhất. Nhà báo Nguyễn Phương Hùng, ông cũng là một người đã từng đi tham gia những cái cuộc biểu tình khá nhiều chống chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ông có ý kiến gì về vấn đề này? Tôi rất đồng ý với lại nhận xét của nhà báo Nguyễn Á Độc Lập. Chúng ta có quyền mang bất cứ cái gì biểu tượng về phía của chúng ta, là mang cờ vàng mang sao đỏ, hay là bên những người du học sinh mang cờ đỏ sao vàng. Nhưng mà chúng ta mục tiêu là chúng ta chống Trung Cộng. Chúng ta đừng có làm cái loãng đi cái mục tiêu của chúng ta và để cho những cái người mà đối thủ của chúng ta lại khai thác chúng ta. Tục ngữ có một câu rằng kẻ thù của ta tức là bạn ta rồi, thành ra kẻ thù của kẻ thù ta tức là bạn ta, thì chúng ta nên chấp nhận những người đó trong một giai đoạn để cùng đứng với ta cùng một chiến tuyến, và chúng ta đừng có vừa bên này đá đáo Trung Cộng bán xâm lăng rồi bên này lại đá đáo Cộng sản Việt Nam bán nước, thành ra nó tự nhiên nó cái mâu thuẫn như vậy. Bên kia mình đã chửi người ta xâm lăng, bên này mình bảo là bán nước là thế. Anh nhà báo Đông Duy có bổ sung gì không? Tôi hoàn toàn đồng ý đó, bởi vì nhưng mà nhà ngoại giao Hoa Kỳ mới đi nói rằng nước Mỹ không có kẻ thù vĩnh viễn, và quả thực như vậy, không có thù hằn vĩnh viễn giữa hai dân tộc. Nước Đức và nước Pháp vừa đánh nhau xong họ bắt tay nhau để làm việc và phục vụ cho đất nước của họ. Thì đã 34 năm qua rồi mà cái sự thù hằn, chúng ta mang cái thù hằn cá nhân đặt vào trong cái thù hằn quốc gia quốc tế là hoàn toàn sai lầm, và đó là cái điều mà chúng ta phải bỏ đi. Không những vậy, những luận điệu như đã trình bày rất nhiều lần nói rằng phe cộng sản bán đất bán biển là những điều mà chúng ta chưa có bằng chứng rõ ràng nào, vậy càng không nên đặt vấn đề đó trong những cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Mình nên xoáy vào cái việc Trung Cộng đã vỗ ngược xâm lăng vào lãnh thổ Việt Nam, và tất cả những người Việt Nam dù cờ vàng ba sọc đỏ hay cờ đỏ sao vàng đều có nhiệm vụ như những người Việt Nam đáp ứng lại cái sự thách thức đó. Có một bài viết chúng tôi được đọc từ trong các mạng ở Việt Nam, và hình như một vài tờ báo cũng đã có đăng lại, là qua bài viết của nhà thơ Đỗ Trung Quân, là tác giả của bài thơ Quê Hương mà nhiều người cũng đã biết tới, thì trong đó có cho thấy một số vị cũng gọi là đã tham gia vào cái chính quyền Cộng sản Việt Nam trước đây, như là ông Huỳnh Tấn Mẩm là đã từng là sinh hoạt trong Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là đã từng là lãnh tụ sinh viên của thời trước 75, ông cũng là một trong những người đi biểu tình vừa qua ở Sài Gòn. Cái điều đó cho thấy điều gì?
À, thật sự rằng cái bài mà anh Vũ Hoàng Luân nói thì có đăng chúng tôi có đưa lên trên mạng weblog của KBC Hải Ngoại. Vâng, thì đối với chúng tôi thì có rất nhiều người trong cái đề tài cái bài đó, người ta nói rằng Huỳnh Tấn Mấm đã sáng mắt chưa, cái chủ đề ngày hôm đó, cái bài báo như vậy. Thì chúng tôi thấy rằng á, thật sự rằng á, ông Huỳnh Tấn Mấm á, bây giờ thì ông có sáng mắt hay không sáng mắt thì cái cơ hội của ông cũng không còn nữa. Bởi vì bây giờ chủ trương của người Cộng sản bây giờ đã họ dùng những người trẻ. Ông tân tổng lãnh sự, hình như là Nguyễn Bá Hùng hay là Trần Bá Hùng gì đó, sắp sửa tới đây chỉ có 43 tuổi thôi. Thì đó là người Cộng sản, họ đã đi nhanh hơn người hải ngoại chúng ta. Người hải ngoại chúng ta vẫn đặt những cái ông già ở đây làm lãnh tụ, nhưng mà người Cộng sản họ đã bắt đầu dùng những cái giới trẻ trên dưới 40 tuổi thôi để mà đi làm những cái công việc của đại diện chính quyền. Thì anh Huỳnh Tấn Mẫm, anh ta làm bây giờ chúng ta biết đó là một cái vỏ chanh đã bị vứt đi rồi, nhưng mà anh ra có thể trong cái tinh thần là một là anh muốn tìm lại cái vị thế của anh ngày xưa, như là lúc đó anh Lân đã giới thiệu cái chức vụ của anh, hai là anh là một người yêu nước thật sự. Anh đã có phản ứng ở giữa cái chuyện của đất nước đang bị lâm nguy. Ba là anh là một thành phần đó là được những cái người đó là các đại gia đỏ, tôi gọi là đại gia đỏ, tức là những cái người mà tư bản mới ở Việt Nam bây giờ dùng cái tên tuổi của anh để mà kích động cho cuộc biểu tình mà thôi. Đó là cái quan điểm thôi. Nhà báo Đông Duy có ý kiến gì không? Ông chắc có lẽ là trong cái môi trường báo chí Sài Gòn trước 75 thì không lạ gì cái nhân vật này. Hồi trước thì tôi cũng như ông Huỳnh Tấn Mẫm và rất nhiều sinh viên trong giai đoạn đó đã có nhiều sự tham dự ở sinh hoạt chống cái gọi là chế độ độc tài vô địch diệm. Riêng tôi là một cái người hoàn toàn không chấp nhận cái cộng sản, nhưng ông Huỳnh Tấn Mẫm là ông đã ngả theo phía Mặt trận Giải phóng miền Nam. Tôi nghĩ rằng cái ông Huỳnh Tấn Mẫm này đó, ông ấy mang cái tính cách bồng bột của tuổi trẻ như tôi hồi đó hơn là có một lý tưởng thực sự. Và cái việc bây giờ ông ấy tiếp tục đấu tranh để chống Trung Quốc cũng lẽ chỉ là một cái sự phản ứng rất bồng bột và rất nhiệt thành của tâm hồn ông thôi. Chúng ta đừng đặt vấn đề vì thế này hay vì kia, sáng mắt hay không sáng mắt. Nhưng mà rõ ràng nhất là cho dù ông Huỳnh Tấn Mẫm có một cái quá khứ như thế nào đi nữa thì ông cũng là một trong những người Việt Nam trong gần 90 triệu dân tộc Việt Nam, thì việc ông cũng thực hiện cái quyền giống như chúng ta là cái quyền chống Trung Cộng xâm lăng. Yeah. Rõ ràng. Cuộc hội luận của chúng ta cũng đã quá dài, chúng ta cần phải wrap up ở đây. Xin mời mỗi vị cho một cái đúc kết thật ngắn gọn cho cái ngày hôm nay ạ. Mời nhà báo Nguyễn Phương Hùng trước. Vâng, trước khi có lời đúc kết thì chúng tôi xin có một cái nhận xét như thế này. Đối với trên nhà cầm quyền cộng sản á, chưa có một cái hệ thống nào trên thế giới rằng là gọi là cái mạng lưới công an nhân dân và tình báo nhân dân của cộng sản rất là mạnh, nhưng mà họ lại rất yếu về cái phương diện khác, đó là cái phương diện về tình báo quốc tế. Và đó là lý do tại sao mà cộng sản đã họ muốn đưa những cái người mà cho CIA để mở một cái văn phòng tại Hà Nội, và họ muốn dùng cái CIA để mà ngăn chặn những cái sự tình báo của Trung Cộng. Thì như vậy đó, những cái chuyện mà nói rằng người cộng sản họ không chấp nhận cái vấn đề mà những cái tổ chức ở ngoài và đi vào trong đó phá hoại, thật sự rằng đối bất cứ một chính quyền nào hay kể cả chính quyền Hoa Kỳ cũng vậy, họ cũng sợ. Nếu mà chúng ta những người ở Mỹ mà đi biểu tình chỉ về tập trung vào một cái mục tiêu nào đó thì không sao hết, nhưng mà họ chỉ sợ những cái người mà lẫn lộn trong đó phá hoại. Thì người cộng sản họ cũng có những cái quan tâm như vậy, nhưng mà tôi không nghĩ là người cộng sản họ sợ những cái đảng phái như là đảng Việt Tân hay là gì, bởi vì hơn ai hết cộng sản biết cái đảng Việt Tân ở Hoa Kỳ hay là ở hải ngoại cũng như là nhiều nhất là bên Úc cũng không có một cái thực lực nào hoặc là một cái sức mạnh nào để mà lật đổ nó nổi cộng sản, đảng cộng sản thế. Rồi qua cái phần mà anh em ta hội luận tôi nghĩ là nó cũng quá đủ, mà có lẽ cái điểm chung chúng ta thấy ở đây rõ ràng là tất cả phải tập trung sức lực lại, mọi người với sức mình, với cách thức của mình, làm sao để chặn đứng cái tình trạng mà coi như Trung Quốc đang leo thang, coi như là cũng có thể đây là sự chuẩn bị cho một cái cuộc xung đột mới chăng, đối với tất cả những cái gì liên quan đến, mà đặc biệt Việt Nam ở cái vị trí địa lý chính trị hết sức là bất lợi. Thành ra cái mục tiêu mà nãy giờ chúng ta nói rõ ràng
là dân tộc Việt Nam phải đoàn kết. Mà muốn đoàn kết như vậy thì dân tộc Việt Nam phải tiến qua một cái quá trình. Tại vì cái thời gian là cái điều yếu tố mà cho chúng ta biết để chữa lành mọi vết thương. Nhưng mà để chữa lành vết thương đôi khi nó còn có cơ hội nữa. Yếu tố cơ hội đấy, trong chỉ ở yếu tố thời gian. Và biết đâu cơ hội Trung Quốc lắng áp Việt Nam như vậy để cho chúng ta có cơ hội quên đi những cái gì việc, quên đi những cái đau thương của quá khứ chiến tranh, mà chúng ta có thể đến gần với nhau trong cơ hội này và làm sao cho đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển. Nhưng mà trên hết, nếu muốn có khả năng coi như phòng vệ đất nước hữu hiệu nhất là phải có nền kinh tế phát triển. Còn nếu muốn có một nền kinh tế phát triển rõ ràng thì cái vai trò của gần 4 triệu người Việt Nam hải ngoại không phải là không quan trọng. Và đặc biệt tôi đi nghĩ là nhà nước Việt Nam có lẽ đã 36 năm rồi, đến lúc nhà nước Việt Nam cần có những cái đường lối cởi mở hơn và đã thể hiện qua những bước đi có thể còn dè dặt, còn vẻ thăm dò như nó đã xảy ra ở miền Nam Cali này. Chẳng hạn như việc mà những viên chức ngoại giao xuống thăm cộng đồng, hay là những đại diện mặt trận Tổ quốc xuống thăm cộng đồng, hay nói cách khác thăm một vài cơ sở truyền thông chẳng hạn. Vâng. Đúng kết bây giờ trước cái tình hình mà Trung Quốc nó hung hãn quá, nó dữ dằn quá, thôi bây giờ mình là người Việt Nam thì mình làm sao bây giờ mình cứ đặt dân tộc cái đất nước trên hết thôi. Chứ bây giờ quốc gia cộng sản thì đã quá khứ và lịch sử rồi. Thì bây giờ mình không thể nào làm gì đoàn kết lại. Và tôi nghĩ nhà quyền cộng sản Việt Nam hiện bây giờ người ta cũng đã đi bước tiến tới cộng đồng mình rất là nhiều. Điển hình tôi về Việt Nam tôi thấy là những cái bài hát ngày xưa trước khi tôi qua Mỹ không được hát đâu, nhưng bây giờ hát y xèo hết trơn. Ca ngợi lính Việt Nam hòa, anh không chết đâu, em người ở lại Charlie rồi mở ba hết trên xe đò tất cả anh. Tôi đi tôi thử xe đò đều mở hết, không sao chứ. Nhưng bây giờ hiện bây giờ người ta chính quyền Việt Nam hiện như bây giờ nó lơ luôn rồi, chỉ có những người mặc nguyên một đội lính luôn, chỉ không có đeo lon được ngày xưa thôi, bây giờ mặc lính. Tôi coi hình thấy mặc đồ lính rồi, mặc đồ y chang như Mỹ ngày xưa, y chang như Nam Hoàng ngày xưa. Thì có thể là thế hệ lãnh đạo hiện bây giờ người ta cởi mở hơn, và tôi nghĩ cần thêm một thời gian nữa thì sẽ đoàn kết hơn như bây giờ. Nhưng mà bây giờ mình là người Việt ngoại thì mình phải đoàn kết lại để mình chống Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng 36 năm cũng thời gian phải lễ phút lắm, và nếu chúng ta phải chờ thêm 4 năm nữa để đúng 40 năm sau cuộc chiến chấm dứt mà chúng ta có những hàng gắn thực tế làm dấu vết thương chiến tranh nó lành đi thì tôi nghĩ là quá chậm, quá muộn. Nhưng mà hàng gắn phải đến từ hai phía, chứ phía những người chống cộng mà gọi là cực đoan này thì người ta cứ nói như là cộng sản phải từ bỏ quyền lãnh đạo trước đã, thì bắt đầu người ta mới nói chuyện cộng sản, thì tôi nghĩ không bao giờ chuyện nó xảy ra. Nhưng mà từ bỏ ai về cầm quyền nhá, thì đã biết quân sự. Nhà báo Đông Duy có cái đúc kết nào không ạ? Tôi xin được luôn anh chọc cười không, tóm tắt những ý nghĩa thô thiển của tôi như thế này. Những biến cố hiện tại trong việc đối đầu với Trung Cộng nó chỉ là tiếp diễn một cái cuộc đấu tranh trường kỳ của người Việt Nam đối với thiên triều Trung Quốc từ nhiều ngàn năm qua. Nó sẽ không chấm dứt ở bất cứ thời điểm nào cho tới lúc chúng ta còn là người Việt Nam bên cạnh anh khổng lồ Trung Hoa. Do đó thì cái điều mà mình mong muốn nhất là cả hai phía đều phải nỗ lực tối đa để xóa bỏ những di sản hận thù. Quan trọng hơn hết là chúng ta không nên mang cái hận thù cá nhân vào trong cái hận thù dân tộc, bởi vì làm như vậy chúng ta mất cái cơ hội để làm việc lớn. Tuy nhiên trên phương diện thực tế, tôi nghĩ rằng những người cầm quyền ở trong nước chính yếu mới là những người có trách nhiệm phải thực sự mở cửa để chào đón hay để tiếp cận với những người hải ngoại. Người trong nước họ dùng những ngôn từ rất hay, nào là khúc ruột ngàn dặm, nào là người con yêu của Tổ quốc, vân vân. Nhưng tôi xin quý vị hãy làm thật đi, bởi quả thực đến giờ phút này những người cầm quyền ở trong nước theo tôi nghĩ chưa làm đủ nỗ lực và chưa đủ thành thật để đạt điều đó. Hãy làm điều đó đi, đừng sợ hãi gì cả. Xin hãy để lá cờ vàng ba sọc đỏ được hiên ngang cùng lá cờ đỏ sao vàng đứng trước cửa tòa đại sứ Trung Cộng và nói rằng chúng tôi sẽ quyết liệt chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc của chúng tôi. Xin chấm dứt. Vâng, thưa quý khán giả, cái cuộc chiến ở Hoàng Sa Trường Sa bây giờ đó, nó sẽ được giải quyết bằng cái chính sách ngoại giao.
và cái thành phần cộng đồng người Việt hải ngoại đây rất quan trọng, bởi vì khi mà đã nói tới ngoại giao, tức là những thành phần nào mà trực tiếp để nói chuyện với các tòa đại sứ hoặc là cộng Trung cộng cũng như là Hoa Kỳ hay là người Việt Nam, thì những cái thành phần hải ngoại này là cái thành phần mà cần phải bổ túc, cũng như anh Nguyễn Phúc Nguyễn hay là Nguyễn Á Độc Lập và anh Đông Duy đã nói rồi, chúng ta cần phải người hải ngoại nên nhìn thấy cái vị thế của mình và nên đặt cái vị trí của mình, cái sức mạnh mình ở đâu, chứ không phải là mình cứ cái là cố chấp và cái là cực đoan để chống cộng, mà trong khi là chúng ta không giải quyết được cái sự thể đất nước Việt Nam của mình. Tôi xin bổ túc thêm ý kiến của Nguyễn Phương Hùng. Quả thật trong cái giai đoạn sắp tới thì cái nỗ lực chính cho cuộc đấu tranh chống cộng nằm ở phía ngoại giao để chuẩn bị một cái tư thế, mình lập cái thế ở Đông Nam Á. Và trong cái sự lập thế đó, chúng ta đừng nên quên rằng nước tàu còn có một nước tàu hải ngoại mênh mông trên toàn thế giới, từ Phi châu Á, châu Úc, châu khắp nơi. Và đây là lần đầu tiên chúng ta có một nước Việt Nam hải ngoại. Chúng tôi xin quý vị hãy nhìn ở 3 triệu người này, 3 triệu người Việt hải ngoại sẽ thành 6 triệu, sẽ thành 10 triệu. Và đó là một cái lực lượng cực kỳ quan trọng về mọi phương diện, từ vật chất, tinh thần cho đến ngoại giao. Chúng ta đóng cuộc hội luận ngày hôm nay ở đây và xin cảm ơn tất cả các quý vị tham gia. Cảm ơn anh. 2 phút.